Ngày 11 tháng 7, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Sông Công tổ chức hội nghị đối thoại vận động thuyết phục đối với ông Dương Văn Tám, bà Vũ Thị Thủy, bà Dương Thị Yên, ông Nguyễn Văn Đức, bà Dương Thị Chiên cùng địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Đồi, phường Bách Quang, chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu dân cư Bách Quang. Đồng chí Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sông Công, trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, báo cáo tóm tắt hồ sơ pháp lý, quá trình triển khai dự án và công tác lập hồ sơ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các ông bà nêu trên đã đảm bảo đúng các quy định. Các hộ gia đình có nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề trình tự, thủ tục triển khai dự án, những vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cơ quan chuyên môn của thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Bách Quang cũng có những trao đổi làm rõ cụ thể. Sau khi nghe toàn bộ các ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận, về ý kiến của các hộ gia đình đã được các cơ quan chuyên môn trao đổi giải thích theo đúng quy định hiện hành. Các bước triển khai đã đúng và đầy đủ theo chính sách nhà nước quy định. Đề nghị các hộ ông bà có tên trên hợp tác chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ gia đình không đồng thuận, các đơn vị chuyên môn buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Thời gian dự kiến thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2024. Đề nghị cấp ủy chính quyền đoàn thể, tổ dân phố Đồi, phường Bách Quang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình. Hội nghị vận động các hộ ông bà Dương Văn Tám, bà Vũ Thị Thủy, bà Dương Thị Yên, ông Nguyễn Văn Đức, bà Dương Thị Chiên không thành. Ban cưỡng chế sẽ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.